cũng chấm ra trong chương trình là quán quân. Mà từ quán quân với áo quân, tất cả các bạn sang cuộc thi đều có sự đặc biệt của một lớp viên Thị Hương. Nhân viên Thao Bình Lập thì những dự án của Bình Lập thì Hương được từ chối vì cũng không có thời gian, nhưng biết thay là dự án lớn của Lập và Hương đã dành thời gian để Hương làm việc này và là trẻ nhất cái người mà Hương hỗ trợ Lập đó là Hương là người trẻ nhất. Còn tất cả các bạn như là Hương Tính nè, như Cường Thanh thì Hương đã hỗ trợ rồi, thì đây là cái dự án mà Hương nghĩ khi mà Lập mời con như vậy. Có cái thời tiết của Lập và tại vì giống như hồi nãy nói các bạn có cái tuổi trẻ cho nên là đang mặt mình biết thôi rồi rất là nhiều và sự có mặt của Hương á thì chắc không nghĩ là sự các bạn còn có mặt trong sự của Hương là cái kinh nghiệm Thank you.
bản thân em thì em không thấy gì linh hồn, nhưng mà em nằm mơ. Em nằm mơ rất nhiều, và những giấc mơ đó nhiều khi nhiều người sẽ nói là em rất là chủ quan, nhưng mà những giấc mơ của nó của em nó lại tương ứng với lại cái đời sống bên ngoài. Nên đâm ra lại mấy lần đó không phải là những cái mộng mị vu vơ của em, mà thực sự là người ta muốn cho em một hai góc, nhưng mà em thấy ở đời sống của người ta có một cái đêm không có giấc mơ.